Một trong những hoạt động quản lý tư tưởng chiến sĩ hiệu quả ở quân đoàn 4 trong thời gian vừa qua là mô hình 4 cùng với bộ đội. Thực hiện mô hình, cán bộ các đơn vị trong quân đoàn từ cấp trung đội đã luôn gần gũi, quan tâm, chia sẻ với chiến sĩ, tạo không khí gắn bó và đoàn kết. Không chỉ kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ, mà chỉ huy các đơn vị còn xử lý hiệu quả ngay những lúc chiến sĩ có vướng mắc trong công việc và đời sống. Phóng sự ghi nhận tại Lữ đoàn 71, quân đoàn 4. Khi mới chuyển về tiểu đoàn 16, lữ đoàn 71, chiến sĩ Lê Minh Tú có tâm lý khép mình, hòa nhập khó. Nắm bắt được điều đó, chỉ huy đơn vị đã cử cán bộ, phụ trách, thường xuyên trò chuyện, động viên, cũng như tích cực hỗ trợ huấn luyện thêm để Tú dần quen với công tác huấn luyện tại đơn vị. Giờ đây, Tú đã là một pháo thủ không thể thiếu của khẩu đội, với những kỹ năng không thua kém gì với đồng chí, đồng đội. Trong quá trình học tập công tác thì được sự quan tâm và giúp đỡ của các đồng chí, cán bộ trong đại đội, cũng như là sự gần gũi và giúp đỡ thân thiện của các đồng chí đồng đội trong trung đội, đại đội, giúp tôi ngày càng yên tâm hơn. Cùng với sự quan tâm về tâm lý, tư tưởng của chiến sĩ, Lữ đoàn 71 còn chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tại các đơn vị thuộc lữ đoàn, trước mỗi bữa cơm, cán bộ trung đội, đại đội luôn kiểm tra chất lượng bữa ăn và ngồi ăn cùng các chiến sĩ để kịp thời tiếp thu những phản ánh về tiêu chuẩn định lượng cũng như khẩu vị các món ăn. Hàng đêm, từ cấp đại đội phân công cán bộ xuống trung đội, tiểu đội sinh hoạt cùng chiến sĩ để nắm bắt những diễn biến tâm trạng và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ để có hướng giải quyết kịp thời, hợp lý. Đối với đơn vị trong cái thời gian vừa qua thì có trường hợp của đồng chí Thạch Minh Hoàng. Đồng chí này thì trước khi nhập ngũ thì cũng đã có người yêu, và khi đồng chí nhập ngũ vào đơn vị thì chia tay với người yêu thì đồng chí không an tâm tư tưởng, và đồng chí cũng đã chia sẻ với cán bộ và được sự định hướng kịp thời cũng như là có sự quan tâm đúng mức, thì hiện nay đồng chí phấn đấu rất tốt. Không chỉ trong sinh hoạt thường ngày mà ngay cả trong huấn luyện, các đơn vị thuộc lữ đoàn đều thực hiện nghiêm việc cùng tham gia với chiến sĩ. Như trong giờ huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành, điều lệnh đội ngũ của đại đội 102 và đại đội 104, cán bộ các cấp trong tiểu đoàn 12 đều có mặt đông đủ. Cán bộ huấn luyện tỉ mỉ, uốn nắn ngay từ đầu, làm mẫu, làm trước để bộ đội quan sát, làm theo. Bốn cùng ở lữ đoàn 71 chúng tôi được thực hiện ở cấp ủy các cấp, từ cán bộ khẩu tiểu đội trưởng, trung đội đến đại đội, tiểu đoàn và đến lữ đoàn, cơ quan. Chúng tôi đều thực hiện cái phương châm bốn cùng, trước hết là trên là mẫu mực, làm trước, dưới là tích cực làm theo. Với cái tinh thần đó thì cán bộ chiến sĩ rất là đoàn kết, đồng lòng để thực hiện từng công việc một dù là nhỏ nhất. Rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, thoải mái trong đơn vị, nhưng vẫn giữ nguyên kỷ luật và nền nếp sinh hoạt, huấn luyện. Đó là những hiệu quả thiết thực mà mô hình 4 cùng bộ đội mang lại cho Lữ đoàn 71, quân đoàn 4.